Trang thì điện cho vợ chồng em đi uống cà phê nhá.
xoang của em gái ấy, thì về đọc kỹ hướng dẫn tờ sử dụng cho em gái. Cái xoang này á, con gái em cũng bị, em nói thiệt con gái em bị rất rất là lâu rồi đấy, mà cứ nằm xuống là ngạt mũi, và khi ngồi dậy thì nó đỡ, còn nằm xuống nó ngạt mũi. Và khi từ khi em bán cái này, em cho cháu nó dùng là nó đã hết rồi nhá, nó đã hết rồi, nên các anh chị cứ yên tâm sử dụng cho em. Cái hàng gì không tốt, vâng ạ, chị Tuyết Phạm em cảm ơn, hàng gì không tốt thì không bao giờ em bán lên đây, em nói thật. Còn hàng nào tốt thì em mới bán lên đây cho các anh chị. Thí dụ như chai dầu gội đầu này cũng vậy, hôm nay em đã nhận được nhiều cuộc gọi của các anh chị gọi là đặt thêm ấy ạ, cực kỳ tốt luôn nhá. Và các anh chị đấy bảo là em ơi dầu gội thích quá, chị bị nấm gầu đó, nhưng mà nay đã đỡ rồi, đỡ rất là nhiều. Xoang bao nhiêu tiền? Dạ 180.000 nhá. Vâng, em cảm ơn anh Đỗ Tới. 180.000 em bao ship nhá anh nhá, 180.000 em gái bao ship cho anh ạ. Và lọ nó nhỏ như thế này rồi thôi, nhưng mà có vỏ nhá các anh chị. Khi các anh chị nhỏ cho em khoảng nửa lọ là bệnh của các anh chị đã bớt thuyên giảm rất là nhiều rồi, nên các anh chị cứ yên tâm sử dụng cho em nhá. Ok anh Hải Hoàng nhá, ở ngay Đắk Lắk khi nào đến thì hãy gọi em gái, số em gái là số đấy, xong rồi vợ chồng em đi uống cà phê với anh, nói chuyện chém gió cho vui. Anh Thân Dương em mến chào. Hà Nội Lạng Sơn xa một chút cũng đi anh Lê. Rồi bây giờ là tìm lại người xưa nhá cả nhà yêu nhá. Cho chị một chai dầu, chị để lại số điện thoại cho em gái với chị Thu Hà Trần yêu dấu. Để lại số điện thoại cho em gái nhá. Các anh chị để lại số điện thoại thì ngày sáng mai, trong ngày mai em sẽ gọi điện tư vấn cho các anh chị nhá. Và mong các anh chị khi em gái gọi thì bắt máy hộ em với. Bắt máy hộ em và cho em địa chỉ, cho em địa chỉ luôn nhá, để em ship cho các anh chị trong dịp Tết này cho nó nhanh, để anh chị xài sử dụng cho nó đỡ bệnh nhá. Tìm lại người xưa, karaoke tìm lại người xưa. Nhỏ bé hạt tiêu nhưng có võ, đúng rồi chị anh ạ. Em cảm ơn anh Đỗ Tới rất là nhiều. Bây giờ em hát tặng cả nhà yêu bài này nè. 10-11 giờ. Thuốc hôi miệng không em có, Niêm Nguyễn Đinh ơi. Đây là thuốc hôi miệng nhá. Em lập đội chém gió đi em. Em lập đội chém gió hả? Đây là nước hôi miệng, ngừa sâu răng nhá, giảm ê buốt. Anh chị nào đang bị chảy máu chân răng, ngậm cho em gái, ngậm cho em gái, cứ sáng pha tỷ lệ 7-3, ngậm cho em, 7 là thuốc, 3 là nước nhá, ngậm cho em 5 phút, 3 đến 5 phút. Anh chị nào bị hơi thở có mùi nặng ấy, thì ngậm cho em nước, nguyên nước cốt này luôn, nguyên cái nước cốt này luôn nhá, đừng có pha luôn nhá, và ngậm cho em gái nguyên cái nước cốt này, và ngậm từ 5 đến 10 phút, một ngày 3 lần cho em nhá. Một ngày 3 lần cho em gái là bệnh của các anh chị sẽ thuyên giảm được rất là nhiều luôn. Anh chị nào bị, nói thật với anh chị là nếu mà bị cái hôi miệng ấy là mình tự ti và mặc cảm ghê lắm, không dám tiếp xúc, nói trực tiếp chuyện với những người bên cạnh, và mình cũng cảm thấy rất là ngại, đúng không ạ? Và các anh chị đừng lo, vì đã có Thanh Mộc Hương bên em rồi, sẽ chữa hết những cái ưu phiền đấy cho các anh chị nhá. Và cái này là ngậm cho em gái, không được uống các anh chị nhá, ngậm thôi không được uống đâu ạ. Ghét chị hay sao mà chị để yêu cầu em chẳng hát? Chị Phan Duy ơi, ủa vậy à, chị yêu cầu bài gì hè? Chị comment lại hộ em với được không, tại vì comment trôi nhiều ấy, em hát nhiều khi số điện thoại em còn chưa, không kịp để ý được ấy, nên các anh chị thông cảm cho em, để lại số điện thoại cho em nhá. Để lại số điện thoại hoặc là comment lại cho em gái. Niêm Nguyễn Định ơi, dạ cái này là 250.000 em gái bao ship. Chị ơi Tuyết Nhung chưa nhìn thấy. Em chưa nhìn thấy chị ạ. Chị comment lại cho em gái nhá. 250.000 em bao ship cho anh chị nhá. Bao ship cho anh chị luôn ạ. Hàng của em tất cả đều bao ship hết nhá. Không các anh chị không phải trả tiền ship đâu ạ. Bây giờ em hát. Anh chị nào có nhu cầu cứ để lại số điện thoại cho em nhá. Sáng mai em sẽ gọi điện ạ.
gọi điện bằng số 0352183369 nhé nhà yêu nhá. 10:30 rồi cả nhà yêu ạ. Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê nghèo, bóng dừa miếng lá gió rêu.
hết pin rồi cả nhà yêu ơi. Còn 15% pin nó báo hết pin rồi. À, em cũng cắm một chút nữa để hát nốt bài hát xong rồi em xuống nhá. Các anh chị nào có nhu cầu thì để lại số điện thoại cho em nhá. À, chị Phan Duy yêu cầu bài hết giận rồi thương đúng không? Hà hà phải không chị yêu nhỉ? Chị ok hộ em một cái. À, mic xuống giá để dành sang năm hát bán kiếm lời. Mic đang xuống giá anh ơi. Anh lấy về sang năm hát bán kiếm lời đi anh ơi. Anh Đồng Bình ơi, sang năm hát bán kiếm lời đi anh ơi. Chết rồi. À, hết giận rồi thương hả chị? Hay là giận mà thương ạ? Giận mà thương chứ đúng không? Karaoke giận mà thương. Em gái hát thêm vài bài nữa xong rồi em gái xin phép được xuống nhá cả nhà yêu nhá. À, em chào anh Đồng Bính tập 3. Anh nhảy van ra nhảy vào thế đấy. À, giận mà thương đúng không? Giận mà thương tông nữ đâu hè. Karaoke giận mà thương tông nữ. Lê Thị Tươi em chào chị nhá. 263 tình yêu em cảm ơn rất là nhiều. Đây giận mà thương đây. Em tặng cả nhà yêu bài này nhá. Lâu lắm rồi em không hát bài này á. Chị nên đồng yêu dấu. Này phản thông hả? Mà thương sao mà xa xỉ thế. Ơi câu ca nặng nặng tình nặng nề. Còn lúc nào anh giận em không? Chỉ còn lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm chẳng còn mà thương trong dài thêm. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, giận mà thương cháy lòng em đó. Thương mà giận sẽ gì đáng có. Nhung nhung không.
ấm bờ dân rồi cùng chỉ để vẫn còn 253 tình yêu cổ vũ cho em gái. Em hát nốt một bài nữa sau em xin phép nhé. Để cả nhà con đi ngủ nhé. Em hát một bài nữa thôi ạ. Một bài nhớ về hội Lim coi như lời tạm biệt của em gái. Và ngày mai em gái nếu mà lên thì em sẽ trả bài cho các anh chị nhé. Em biết là hôm nay có nhiều anh chị cổ vũ từ đầu đến giờ mà trả được bài nào. Em biết, em hiểu hết. Mong các anh chị thông cảm cho em gái vì em vừa bán hàng. Em vừa bán hàng, em vừa tư vấn hàng ấy, nên là em vừa hát thì không thể nào đáp ứng hết được. Nên mong các anh chị bỏ qua. Ai bán em có mua thì anh bán đang cái gì? Thì anh bán thằng em mà miễn ship mỗi Nha Trang. Anh Sơn Trường chào em hỏi. Nguyễn Thế ghét Nhung à? Sao ghét em anh ơi? Nhưng không ghét ghét chi nhở? Em biết là được rồi, đúng rồi anh Minh Lê. Nhiều lắm. Hôm nay nhiều nhiều anh, nhiều chị em chưa tặng được ấy. Do em quảng cáo hàng nhiều quá đúng không ạ? Nên không tặng được các anh chị bài hát nào. Cổ vũ từ đầu đến giờ là phải là 4 tiếng đồng hồ nhưng mà không được bài nào. Mong các anh chị thông cảm bỏ qua cho em. Coi như là bài nào cũng hay được không ạ? Ui bên chị mới có 8 giờ sớm lắm. Ô thế à? Ô chị ở nước ngoài hả chị yêu? Hôm nay chị Trần Thúy không để lại số điện thoại. Có chị anh ơi, có đấy. Có để từ đầu cơ. Có để từ đầu ấy. Bây giờ em hát bài Hội Lim nhá, nhớ về Hội Lim em tặng cho cả nhà yêu nhá. Xong rồi em xuống ha. Vẫn còn nợ anh chồng chất đấy nhá. Cứ nợ quanh năm suốt tháng. Karaoke nhớ về Hội Lim. Em tặng cả nhà bài này rồi, xong rồi chúc cả nhà ngủ ngon mơ đẹp nhá. Anh chị nào có nhu cầu về Thanh Mộc Hương thì để lại số điện thoại hoặc kết bạn Zalo với em gái nhá. Buồn chi em ơi, em hát rồi anh ạ. Bây giờ em hát một nốt bài này xong em xuống thôi. Muộn quá rồi, 11 giờ rồi cả nhà yêu ơi. Không xuống là Facebook họ đuổi đấy ạ. Chị Tuyết Phạm yêu, em cảm ơn. Không sao, em bài nào cũng hay mà. Vâng, em cảm ơn chị Mai Nguyễn Thị yêu. Không bỏ yêu cầu nhưng không thấy đâu. Không bỏ yêu cầu nhưng không thấy đâu. Chưa tặng chị bài nào, em biết mà.